Với 22 bức tranh mới độc đáo được ghi lại trong những cuộc viễn du đến nhiều miền đất, họa sĩ Văn Xương Thành đã thể hiện những dung cảm của mình trước thiên nhiên trong lành và đời sống của con người bằng những cảm xúc chân thành và mãnh liệt nhất. Tôi nghĩ rằng là họa sĩ Văn Xương Thành sống ở nước ngoài nhiều nhưng mà chỉ vẫn giữ được cái hồn dân tộc với bản sắc riêng của Việt Nam. Để khai thác cái đó là tôi thấy rất tốt. Trong cái triển lãm lần này, tôi mang đến một bộ sưu tập như là một cái bản nhạc để mà ca ngợi cái tình yêu đối với lại trái đất, đối với quê hương, đối với lại thiên nhiên, đất mẹ ở tất cả các đất nước, ở các vùng, châu lục, không cứ là phân biệt là ở đâu cả. Là một người đi nhiều nơi, nhưng mảng đề tài sáng tác về quê hương, đất nước vẫn chiếm phần lớn trong gia tài sáng tác của họa sĩ Văn Xương Thành. Điều này thể hiện rất rõ qua những tác phẩm bà vẽ về phố cổ Hà Nội, về chợ quê năm mới hay danh thắng Hạ Long. Các tác phẩm được sáng tác bằng nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, mô sắc và tranh trên lụa đã một lần nữa minh chứng cho năng lực sáng tác dồi dào của bà.